Lô, xin chào các bạn, ngày mới thật vui vẻ. Đây các bạn, nguyên rừng núi đây. Rất rừng núi. Nguyên đồi núi các bạn. Quang đánh cái hố này. Này đất cứng nhưng không biết có được cái gì không. Hố này bây giờ mới có nước này. Cái đất của nó cứng cứng đó. Ui, cái đầu tiên nha. Lũ nó nhỏ quá nha bạn, đầy đen đen này, đen trong đấy. Ba bốn con cá tiếp theo nha bạn, này đứt cứng luôn này. Cái hố này lâu lắm rồi, bây giờ mình có lưa mới đánh được. Nhìn to luôn nha bạn, chờ mình vứt hai cái ống lên trên đây nha, vứt lên trên đưa vào cầm thì này ba cái. Nguyên đất cứng nha bạn. Hố này ngày xưa đây nó gần nhà nha các bạn, ở đây nó gần nhà đầy luôn nha, gần căn chỉnh. Gần nhà mình không dám nói to nha bạn. Đây là còn hai cái. Cái hố này lâu lắm, chở lâu lắm, có luôn. Cái này nổi. Cái này không xịt. Cái này lỗi xịt nha bạn. Lỗi ống là xịt. Đi nha bạn, đi ơi đi ơi, một con đi vớt mấy điểm nữa nha bạn. Rồi đến địa điểm tiếp theo mình quay cho bạn xem. Tiếp theo nhé bạn. Cái này là một con bé nha bạn. Còn đúng tẩy cái đầu đũa. Tốt quá nha bạn. Cung trùm. Luồn các kéo.
Rồi cắt dở nha bạn. Này cháu biết có được cái gì à? Cái ống gì lườn bé quá. Nước chảy xiết quá nha bạn. Mai chồng. Thế còn của ải lườn rời bé tí tí vậy nha bạn. Thế sóng à. Bãi này đáng là phải có lươn. Nhiều lươn mới đúng, không không được vứt đời bạn nữa. Quay lại. Còn cái nữa. Vứt bờ ngô rồi các bạn. Vứt hết rồi. Đánh có điểm nó cũng đừng nhiều, có điểm nó cũng không không gặp các bạn. Có điểm được, có điểm rất nhiều luôn. Không không đánh nổi. Hôm qua nắm trẻ con quá đánh lấy ngay các bạn. Đánh mấy nào biết, những người nào lấy là biết nha bạn. Thậm chí biết cả nhà người ta là lấy cơ. Nhà ai người nào hay lấy là dân nó báo nha bạn. Biết. Cái này khá lặng nha bạn. Dầu. Đây kìa, các bạn nhìn cái bãi này. Đấy, cho nên mình không nâng trụ xuống. Như cái này khá nặng. Mình nên gần đến xe mình chút cho bạn xem nhá. Thử cái em mình đi lườn vùng núi này nó thế nào nha bạn. Đây là vùng núi khác này. Mình lên đường, cái đường bê tông này mình chút cho bạn xem nhá. Xe mình mãi trình nha bạn. Xe mãi trình. Năm con nha bạn. Năm con này. Lên rất to. Rồi đến để điểm tiếp mình quay cho các bạn xem. Tiếp tục nha bạn. Lúc nãy là đầu dưới, giờ nó là đầu trên. Ui. Nguyên nhận nha bạn. Ui. Ông muốn hở này. Đợt qua nó bít vào nha bạn. Nó chảy nó xói. Nắm đất qua mình bỏ đỡ bớt đất. Lặng ống mình cứ tưởng đời không phải. Đây được hai con. Hai con nha bạn. Đúng hai con. Đây nguyên đất cát nha bạn. Những cái vùng này nó phải yên tĩnh, mưa không mưa thì mới đánh được, còn nếu mà mưa là đánh trôi hết. Mình đánh nhiều trận trôi nha bạn. Cùng núi này đánh rất hay bị trôi. Còn hai cái này nữa vớt cho bạn xem. Ướt hết. Mình quay rộng rộng ra cho bạn xem nha. Nguyên suối nha bạn. Tất cả nguyên suối. Tiếp theo. Cái này keo xịt. Cái này vẫn được nha bạn. Cái cát nó, cát này nó chảy nó xói nhiều nên nó bịt. Bịt hết cửa miệng. Dùng một con. Đây.
một con nó nhảy trong nha các bạn. Còn cái cuối cùng đây là tối quá, vùng núi thì nó thường là núi tối, đồi núi bên tối các bạn. Đây tí quên rồi. Mình né né máy quay ra ngoài nha bạn, là không vớt được. Thu hết cái núi đằng kia mình đánh, cái nào cũng được nhưng mà kém. Ba cái nặng được nha bạn. Rồi về mình sẽ chút cho bạn xem đây, mình đánh nguyên suối đấy các bạn, nhìn nước chảy. Và sẽ chút cho bạn xem nha. Mình về nhà nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chút cho bạn xem nha. Nhà hình này tranh thủ chút cho mình, cho bạn, cho mình chút. Một con nha bạn. Hai con lươn này to nha bạn. Này mình đánh tưới này lươn to, nó thưa lươn, lươn to nó chỉ được mất 4-5 cái. Đánh 50 cái nha các bạn. Này lại mất cái. Rút trên, rút trên. Rút trên. Đánh nào phải nhớ gì chun nữa, vẫn chặt, xe vẫn chặt, buộc chặt để chạy. Một con nha bạn. Một con lươn này to, to lươn nha bạn. Ui giời, ba con lươn rất to lươn này. Nhiều bạn hỏi bảo làm sao biết lươn to hay lươn bé nhá, thì rất đơn giản nha bạn, cầm cái ống lên nó lươn to cục cục. Vớt lươn to này thích thật. Ống này nặng nhưng mà nó ống này nó cũng nặng, ống nó cũng nặng, cái ống của nó cũng nặng, nó cán nó không được đều, vì nhìn cái ống ấy biết ngay mà. Xịt xịt cái đấy, xịt xịt mấy cái mà. Một con nha bạn. Anh em đứng im. Ba bốn con nha bạn. Này sai. 500 con nha bạn. Vâng, ống đầy. Ống đầy hô lên xem. Ống đầy hô lên kia. Hai ba con nha bạn. Ba bốn con. Và có lối lườn, lối nhiều lườn nhất có đánh được đâu. Không đánh nổi ạ. Cho cái đất khó đi em, nó lươn to rồi bạn. Đầu bãi đấy là bị ngã trơn xe, ngã ngay từ lúc đầu ạ. Này họ đánh cùng gặp, họ lấy một cái. Chắc dần ở đấy. Dần ở đấy lấy thì mình không hốt, nhưng mà thợ lấy tức cùng với nhau lấy mới bực. Vì họ đánh thì họ tối họ đánh thì họ vô tình họ chạm vào ống của mình thì họ lấy rồi, chứ còn họ đánh một hai cái thôi mà. Hôm nay nhìn thấy rồi. Một hai con nha bạn. Rút được tiền nữa. Ừ.
đánh vào ao cứng nấu lắm mới có lương qua đánh. Sáng nay vớt có cái đẩy căng một con. Đấy, đất thì gió ai đi trườn thật ấy, đi nhanh như chết ấy. Ngã luôn. 3-4 con nha bạn. Ba bốn con à. Ui ông ấy đẩy đẩy hô lên sợ. Con rắn nước. Làm sao ờ nhỉ? Chết luôn một con, hôm nay chết một con. Con rắn nước nha bạn. Con rắn nước chồng. Đấy, nó màu lươn, lươn vùng núi đen. Nước vùng núi nó mới đưa hôm qua là nó khác nhau hoàn toàn nha bạn. Cái nước vùng núi này nó đen, nó khác màu. Cái cậy cho ta sư. Rắn rắn nha bạn. Ui đỏ chót. Qua lúc đấy mà chạy ngược lên trên tầm 30 cái lên đấy đánh. Này ăn đủ. Mệt, hôm qua mệt quá. Đi nguyên đi quay về bạn mất mẹ hơn 100 cây, bây giờ lại quay lên lại quay về nữa hơn 100 cây nữa, cũng là chết, không dám đi nữa. Vẫn còn ống nha bạn, vẫn còn ống. Ba bốn con mình ngã thì nó cái đất khó này các bạn, nó trườn quá ngã mày người không gì nha bạn. Đi tối còn 5-6 cái nha bạn, mình đánh 50 cái cũng xỉn hơn mấy cái, chỉ với 4-5 cái, 5-6 cái. Ống nặng nha bạn. Ống này ống đất khô này các bạn. Mình quay cho các bạn xem này. Đất khô đấy nha bạn. Nặng tiếp nha bạn. Mình đánh hôm nay thì nó thừa nườn nườn to. Cái mẹ nườn này mẹ nườn to thật. Nâu lắm rồi này được mẹ nườn to. Mà chính nhà có xịt mấy đâu. Năm sau con nha bạn. Ông lên một con tí tí, lúc quay chắc quay cho bạn xem. Còn 3 cái nha bạn. Qua mình không bắt được mồi, mình bắt được có gần cái ống đấy lặng nha bạn. Hôm qua bắt được mồi được cầm 60 cái đi ấy. Thì hôm nay cũng được khá khá nha bạn. Còn 2 cái nữa nha bạn. Ngày mày qua chết có con. Không bực cái gì chỉ bực chết rồi. Chết, ăn gian nói bỏ. Phí công. Cái cuối cùng nha bạn. Thế đây nha bạn. Ta mình rửa cho ra đây rửa nha bạn. Rửa chút cho thùng. Chút cho vào cái thùng đây nha bạn. Quà mình chút vẫn còn sót mất 2 con. Mình quay nó hơi xa.
quay nó hơi xa nha bạn. Nay ngang ngửa hôm qua bạn, ít hơn hôm qua. Nay lươn to nó nặng, nặng hơn nhiều. Rồi các bạn thấy hay nhớ subscribe và chia sẻ giúp mình. Xin chào các bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo nhé. Mình xin chào nha các bạn.